tân hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã từng lấy chồng. Tạm giữ chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên như thời Trung Cổ. Rùng mình phát hiện con giun khủng dài hơn 1 mét. Xuất hiện nhiều ca Covid-19, Trung Quốc phong tỏa cả thành phố. Facebook bị tố thu thập tối đa dữ liệu người dùng. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin ngày 23 tháng 11 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sau khi tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân Covid-19 rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tại tỉnh Quảng Trị đã bị kỷ luật về mặt đảng. Ngày 23 tháng 11, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà, Quảng Trị cho hay đã có quyết định cách chức đảng ủy viên đối với ông HVC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5, do ông C đã cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Trước đó, tối 15 tháng 8, tại khu cách ly phòng chống COVID-19 ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, ông Cương, lúc này là F1, tổ chức sinh nhật của mình với sự tham gia của vợ là bệnh nhân 904. Một ngày sau, ông Cương mang đồ ăn tới cho vợ. Hai vợ chồng này cùng cách ly ở một địa điểm nhưng khác phòng. Phó Chủ tịch phường 5 thành phố Đông Hà sau đó bị buộc phải cách ly thêm 14 ngày kể từ ngày tổ chức sinh nhật nêu trên. Liên quan đến thủy điện Pleikon, nhiều lần tích nước trái phép, thậm chí phớt lờ yêu cầu dừng tích nước của các ngành chức năng, gây hậu quả nặng nề cho người dân. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Công Tâm đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần Tấn Phát với số tiền 25 triệu đồng. Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, dù thủy điện này nhiều lần tích nước trái phép kể cả trong mùa mưa bão, thậm chí ngang nhiên phớt lờ yêu cầu dừng tích nước của ngành chức năng cũng như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương để tiếp tục tự ý tích nước gây bức xúc dư luận. Trước đó, thủy điện Pleikon công suất 17 MW dù chưa đủ điều kiện và chưa được cấp phép tích nước nhưng đã tự ý tích nước, làm ngập hoa màu, nhà cửa, đường đi vào khu sản xuất của người dân. Dù Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương và Sở Công Thương đã yêu cầu dừng tích nước, nhưng công ty phớt lờ tất cả để tiếp tục tích nước. Đến nay, hậu quả của việc tích nước trái phép gây ra cho dân vẫn chưa được khắc phục, đền bù. Thưa quý vị khán giả, thời gian gần đây tại Đà Lạt, nơi được xem là thành phố thanh lịch, lại xuất hiện nhiều chiêu trò nhố nhăng, thô kệch, phản cảm của một số du khách trên đường phố Đà Lạt, khiến người dân và mạng xã hội bức xúc lên án. Trước đó, một số trang mạng xã hội Facebook lan truyền các hình ảnh và video clip của nhóm du khách được cho là trình diễn tại trung tâm chợ Đà Lạt vào buổi tối cuối tuần vừa qua, 22 tháng 11. Cụ thể, tài khoản cá nhân Facebook Kim Nguyễn đăng tải dòng trạng thái: Đà Lạt lúc này có những hoạt động biến thái, đã nhận được nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc. Nhiều bình luận cho rằng, một thành phố du lịch như Đà Lạt không có chỗ cho những du khách giở trò nhố nhăng để câu view, câu like. Họ đề nghị cần sự vào cuộc của chính quyền thành phố Đà Lạt để xử lý nghiêm, tránh những hình ảnh xấu khi đến với thành phố mộng mơ này. Tổ chức đi dã ngoại, một nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn bị lạc trong rừng và phải nhờ đến sự trợ giúp tìm kiếm của lực lượng chức năng, các em mới được giải cứu và đưa về nhà an toàn. Cụ thể, vào sáng ngày 22 tháng 11, nhóm 29 học sinh cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 chuyên lý, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn tổ chức đi dã ngoại tại thôn Khâu Mồ. Sau khi leo lên đến đỉnh núi, thì có hai học sinh có dấu hiệu mệt mỏi nên đã được thầy giáo chủ nhiệm đưa về trước. 27 học sinh còn ở lại trên núi. Đến chiều muộn do sương mù, trời tối, các em đã bị lạc trong rừng, không tìm được đường về. Đến 18 giờ, công an tỉnh nhận được tin báo đã khẩn trương điều động lực lượng, phối hợp rà soát tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ thì phát hiện nhóm học sinh này tại khu vực gần với đường xuống thủy điện Nậm Cắt, cách chân núi gần 7 km và đưa nhóm học sinh trở về. Đây là bài học kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý trường học trong tổ chức dã ngoại đối với học sinh và qua đây mong các cháu học sinh trau dồi thêm kiến thức kỹ năng, thận trọng trong các chuyến dã ngoại. Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip này đã ghi lại cận cảnh một con giun vẫn còn sống với chiều dài kỷ lục gần 1 mét. Theo người quay đoạn clip, anh đã phát hiện ra một con vật rất tuyệt vời ở núi rừng Tây Nguyên mà không thể thấy được ở các thành phố. Trong đoạn clip là một con giun đang bò lồm ngồm trên mặt đất. Con giun sở hữu chiều dài vô cùng ấn tượng, rơi vào khoảng 1m2. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó thì không ít người bày tỏ rõ sự kinh ngạc trước chiều dài của con giun này. Và họ cho rằng đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con giun đất có kích thước khủng như vậy.
Sáng nay ngày 23 tháng 11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận trường hợp bé trai 10 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng vẹo cổ, đầu nghiêng sang một bên sau khi bắt chước làm một trò chơi nguy hiểm trên mạng xã hội. Cụ thể, bố mẹ bé trai cho biết bé rất thích coi TikTok, sau khi xem một clip nhào lộn trên dây, bé hiếu kỳ thực hiện theo. Trong lúc thực hiện tại nhà thì gặp sự cố ngã nhào, nghe thấy tiếng con la hét, bố mẹ bé chạy vào thì mới phát hiện bé đã ngã vẹo cổ, chấn thương cột sống cổ. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé trai vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu. Theo bác sĩ Lê Quang Mỹ, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, may mắn là bé chỉ bị tổn thương nhẹ chứ không gãy cổ nên được đeo nẹp cố định cột sống cổ và chụp hình kiểm tra. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, bé trai đã được xuất viện. Trường hợp này một lần nữa là lời cảnh báo đến tất cả các bậc cha mẹ nên chú ý đến con em mình nhiều hơn, bởi trước đây đã có rất nhiều trường hợp trẻ em gặp tai nạn nguy hiểm sau khi học xem các trò chơi, video, clip trên mạng xã hội. Vào hôm nay, đại diện công an huyện Bắc Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một phụ nữ là chủ quán bánh xèo miền Trung có địa chỉ ở xã Yên Trung vì tình nghi có hành vi tra tấn hai thanh thiếu niên là nhân viên giúp việc. Được biết, nam thanh niên làm thuê ở một quán bánh xèo nằm tại khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có tên viết tắt là D. Theo lời phản ánh, trên người của D chằng chịt các vết thương lớn nhỏ bị chủ đánh bằng bàn chải đinh, loại dùng để đánh vảy cá. D không những bị bóc lột sức lao động mà còn bị chủ đối xử tệ bạc, bỏ đói cả ngày, phải ăn các thức ăn thừa, uống nước thừa của khách để lại. D chia sẻ, em bị bỏ đói nhiều ngày, hôm đó đói quá, em có lấy một ít tương ớt để ăn cho đỡ đói, thì bị bà chủ cầm dao chém vào tay. Bạn làm cùng em đưa đi khâu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong. Cũng theo phản ánh, hàm răng của D bị xô lệch bất thường, nhiều răng bị gãy, vỡ, mô trên có vết rách lớn, sưng nề. Trên cổ tay phải có vết thương khá nghiêm trọng, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cùng nhau thuê nhà nghỉ rồi bùm tiền bằng cách lẻn đi lúc nửa đêm là sự việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Điều đáng nói là cặp đôi trong sự việc lại bỏ trốn từ tầng 4 của căn nhà. Hình ảnh ghi lại khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Sự việc xảy ra tại tỉnh Bắc Giang, theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc 3 giờ 30 phút sáng 20 tháng 11. Thanh niên diện áo khoác Gucci đã leo xuống và tiếp đất trước, sau đó đỡ bạn gái một cách an toàn. Đáng nói, vị trí xuất phát của cặp đôi là từ tầng 4. Theo lời kể của chủ nhà nghỉ, bạn nam là khách quen từng đến thuê phòng trước đó và trả tiền đầy đủ. Hôm 13 tháng 11, người này cùng vợ đi bộ đến thuê phòng, ở 6 ngày trọn vẹn, đến ngày thứ 7 thì xảy ra sự việc. Theo đó, bảng giá tại nhà nghỉ niêm yết là 250.000 đồng một ngày đêm, 150.000 đồng một đêm. Trước đó, chủ nhà nghỉ cho vợ chồng này vay 400.000, nợ trước 120.000 đồng, tổng kết 2,1 triệu đồng. Ngay sau khi Đỗ Thị Hạ chính thức đăng quang chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020, có thể nói chỉ sau vài tiếng, cuộc sống của cô gái trẻ 19 tuổi này đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả những thông tin liên quan về cuộc sống thường ngày, hình ảnh cũ, câu chuyện học vấn cũng bị netizen đào lên. Và mới đây nhất, hình ảnh nàng tân hoa hậu mặc váy cưới, tình tứ bên một chàng trai trẻ đã làm dấy lên nghi vấn cô đã từng kết hôn. Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện những tấm hình cưới của một cô gái được toàn bộ cư dân mạng khẳng định đó là Đỗ Thị Hà. Sau khi đối chiếu với những gì nàng hậu chia sẻ, dân mạng lại càng thêm chắc chắn đây chính là cô. Theo đó, thì Đỗ Thị Hà diện váy cô dâu tạo dáng thân mật bên một chàng trai lạ mặt. Ngay sau khi những thông tin này được chia sẻ, Đỗ Thị Hà cũng đã lên tiếng về những bức ảnh này. Theo những gì nhà hậu chia sẻ, cô từng là người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho tiệm ảnh cưới để kiếm thêm thu nhập ngoài giờ trước khi đăng quang hoa hậu. Và đây là những bức ảnh được cô chụp trong khoảng thời gian này. Sau khi thông tin chính thức về vị huấn luyện viên mới của đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai cho biết họ cũng đã chọn địa điểm cách ly dành cho tân huấn luyện viên trưởng ngay khi ông đến Việt Nam. Theo đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan Siatisak Sinamon sẽ có mặt tại Cần Thơ vào ngày 17 tháng 12, chứ không phải ngày 3 tháng 12 như thông tin ban đầu. Siatisak sẽ phải bay vòng qua Hồng Kông, Trung Quốc trước khi đặt chân đến Cần Thơ. Lý do là hiện chưa có chuyến bay trực tiếp từ Bangkok đến Thành phố Hồ Chí Minh. Cô Thái cũng xác nhận anh cần 2-3 tuần nữa mới lên đường. Dự kiến phải đến ngày 31 tháng 12, cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan mới thực hiện xong lịch cách ly. Trong thời gian này, thì Kiatisak sẽ có giáo án riêng dành cho Công Phượng và đồng đội. Theo Bộ Đức, thì cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập theo tài liệu hướng dẫn online của tân huấn luyện viên trưởng. Trong 2-3 tuần nữa, Kiatisak được cho là sẽ rà soát lại quân số Hoàng Anh Gia Lai và toàn quyền chiêu mộ ngoại binh cho quân của Bộ Đức. Tuy nhiên, chưa biết ông sẽ làm cách nào khi không đề cập đến vấn đề này trong buổi trả lời trực tuyến người hâm mộ tối 22 tháng 11. Tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ ký ban hợp đồng 2 năm với đội bóng cũ. Trashiam Sport đưa tin cựu danh thủ người Thái nhận mức lương 26.000 đô la Mỹ một tháng. Nhiệm vụ của ông là giúp Hoàng Anh Gia Lai có lối chơi tấn công bóng ngắn, kỹ thuật và đẹp mắt. Bầu Đức không giao mục tiêu thứ hạng cho người cũ trong lần tái ngộ này.
Từ hôm 21 tháng 11, các nhà giới chức Mãn Châu Lý thuộc Nội Mông Trung Quốc đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn thành phố sau khi phát hiện thêm 2 ca nhiễm mới trong cộng đồng dân cư. Các ngành chức năng địa phương sau đó nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như phong tỏa các tuyến đường ra vào thành phố, yêu cầu tất cả các dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, taxi ngừng hoạt động. Cơ quan y tế Mãn Châu Lý cũng yêu cầu toàn bộ người dân thành phố này tự giác tuân thủ đi xét nghiệm. Việc các ca COVID-19 liên tiếp xuất hiện khiến cho chính quyền thành phố này tỏ ra lo ngại về một đợt dịch mới có thể bùng phát trong thời gian sắp tới. Một loại tôm hùm lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện ở Đài Loan, có hoa văn màu sắc là những khoang trắng đỏ rất đặc biệt. Được biết, loại tôm hùm mới phát hiện này đã được một nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Đài Nam tìm thấy và nó chưa từng được xếp vào danh mục nào ở Đài Loan. Kết quả sau 3 năm nghiên cứu, Phó giáo sư Huang Mi-ching, khoa công nghệ và sinh học thuộc NUTN, đã đi đến kết luận đây là loài tôm hùm mới đặc hữu của Đài Loan. Các nhà khoa học cho biết lúc đầu loài giáp xác này được cho là ngoại lai xâm thực, nhưng sau đó nhiều người dân ở vùng Keelung đã xác nhận đã từng bắt được cá thể tôm hùm y hệt ở ngoài khơi quần đảo Đông Sa, Pratas của Đài Loan. Ông Huang cũng tiết lộ đã nghe người dân nói về những con tôm hùm trắng đỏ tuyệt đẹp trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Và cho tới khi được tiếp cận nghiên cứu, đã đi đến kết luận loài tôm hùm này có tên khoa học là Metanephrops neptunus, hay còn gọi là tôm hùm Neptune, và nó được phân biệt bởi bộ mai và chân màu đỏ, còn bụng tới đuôi màu trắng. Mới đây, Apple lại tiếp tục công kích Facebook, cho rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới đang thu thập một lượng lớn dữ liệu và coi thường quyền riêng tư của người dùng. Cụ thể, trong thư gửi các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư, Jen Hovart, người đứng đầu bộ phận quyền riêng tư của Apple, nêu: các giám đốc của Facebook thể hiện rõ ý định của họ là thu thập dữ liệu càng nhiều càng tốt nhằm kiếm tiền từ các hồ sơ chi tiết mà người dùng cung cấp. Họ không quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng mà chỉ lo mở rộng danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, cáo buộc của Jen Hovart đã bị Facebook phản đối kịch liệt. Họ tố ngược lại Apple lợi dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường để ưu tiên thu thập dữ liệu riêng, không cho các đối thủ cạnh tranh tiếp cận dữ liệu đó. Được biết, phía Apple có ý định ra mắt app Tracking Transparency, tạm dịch phần mềm theo dõi minh bạch, vào đầu năm 2021. Thế nhưng dự án đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi kể từ lúc Apple công bố kế hoạch vào tháng 7 vừa qua. Facebook và những công ty hoạt động nhờ quảng cáo trực tuyến khác tin rằng động thái của Apple sẽ khiến cho doanh thu của họ bị ảnh hưởng nặng nề, do người dùng sẽ được nhắc nhở rằng họ đang chia sẻ dữ liệu của mình cho quảng cáo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.